tỷ giá Việt Công Banh hôm nay ngày 8 tháng 12 tiếp tục ghi nhận nhiều ngoại tệ chủ chốt giảm giá. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới tiếp đa tăng giá. Tỷ giá Việt Công Banh hôm nay, ngân hàng ngoại thương niêm yết tỷ giá 20 ngoại tệ hôm nay như sau. Ở chiều mua vào ghi nhận 4 ngoại tệ tăng giá, 7 ngoại tệ giảm giá và 9 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Chiều bán ra có 9 ngoại tệ tăng giá, 8 ngoại tệ giảm giá và 3 ngoại tệ giữ nguyên tỷ giá so với phiên giao dịch liền trước tỷ giá Vietcombank, các ngoại tệ chủ chốt. Tỷ giá đô la Mỹ ở cả hai giờ chiều mua vào và bán ra, ở mức 23,010 đến 23,220 VND sạc USD. Không đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Tỷ giá euro ở mức 27,300 đến 28,692 VND sạc EUR, mua vào, bán ra, giảm 15%. Tỷ giá bản anh ở mức 30.095 VND sạc GBP chiều bán ra ở mức 31,352 VND sạc giảm 55%. Tỷ giá yên nhật chiều mua vào ở mức 214.89 VND sạc chiều bán ra ở mức 226.07 VND sạc tăng 4%. Ở cả hai chiều giao dịch, tỷ giá Vietcombank hôm nay, tỷ giá Vietcombank 8 sạc 12, tỷ giá đô la Mỹ, tỷ giá đô la Mỹ chợ đen tỷ giá Vietcombank hôm nay ngày 8 tháng 12 tại thị trường Việt Nam. Ngân hàng nhà nước đang niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 23.137 VND sẹt USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.125 đến 23.781 VND sẹt USD, mua vào, bán ra. Tỷ giá đô la Mỹ tự do hiện đang giao dịch ở mức 23.200 đến 23.230 VND sẹt USD, mua vào, bán ra. Tỷ giá đô la Mỹ thế giới Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, tỷ giá đô la Mỹ trên thị trường thế giới tiếp tục tăng. Đô la Mỹ Index đạt 90.865 điểm, tăng thêm 0.171 điểm tương đương tăng thêm 19%. Tỷ giá Vietcombank hôm nay, tỷ giá Vietcombank 8 sẹt 12, tỷ giá đô la Mỹ, tỷ giá đô la Mỹ chợ đen. Tỷ giá đô la Mỹ tiếp tục đi lên. CNN dẫn lời các chuyên gia cho rằng đài giảm của đồng tiền dự trữ lớn nhất thế giới sẽ khó bị đảo ngược kể từ khi đạt đỉnh vào hồi đầu tháng 3 năm nay, giá đô la Mỹ đã sụt giảm đến 12% so với các đồng tiền tệ lớn khác. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Tung Tâm. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập tung tâm.com.vn. Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh Tung Tâm để cập nhật tin tức trong ngày nhé. Cảm ơn các bạn.